Ngày 24 tháng 10, ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tín dụng chính sách 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Từ đầu năm 2018 đến nay, tổng nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt 315 tỷ 520 triệu đồng, trong đó nguồn vốn từ trung ương là 295 tỷ 869 triệu đồng. Đến ngày 30 tháng 9, Tổng dư nợ từ ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 315 tỷ đồng, tăng trên 15 tỷ 492 triệu đồng so với năm 2017. Đến nay, trên địa bàn huyện có 263 tổ tiết kiệm vay vốn đang hoạt động, trong đó có 224 tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn. Các chương trình cho vay có dư nợ tăng trưởng cao là cho vay hộ nghèo tăng 8 tỷ 930 triệu đồng cho vay sản xuất kinh doanh vùng dân tộc thiểu số tăng 5 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường tăng 5 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 9.140 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trong đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập là trên 1.500 đối tượng. Thông qua vốn tín dụng đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nguồn vốn đầu tư và phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều của huyện giảm xuống còn dưới 22% tổng số dân toàn huyện. Trong thời gian tới, ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục ưu tiên nguồn vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tổ chức giải ngân kịp thời kế hoạch vốn khi được cấp trên giao, phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2018 đạt trên 10%, nguồn vốn vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn đạt 15 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2% trên tổng dư nợ và thu lãi đạt từ 98% trở lên.